Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bên đảng ly hôn, bên chính phủ, ông Tổng tính chơi chiêu gì với ông Thủ. Trong tứ trụ, nếu xét theo vị trí cao nhất thì ông Tổng Bí Thư, kế đến là Chủ tịch nước, thứ ba là Thủ tướng, còn bét bảng là Chủ tịch Quốc hội. Nhưng nếu xét về thực quyền thì thứ nhất là ông Tổng Bí Thư, thứ nhì là Thủ tướng, thứ ba là Chủ tịch nước và bét bảng là ông Chủ tịch Quốc hội. Còn nếu xếp theo cơ hội tiến thân thì thứ nhất là Tổng Bí Thư, thứ nhì là Thủ tướng, thứ ba là Chủ tịch Quốc hội và bét bảng là ông Chủ tịch nước. Như vậy, về quyền lực, về cơ hội thì Thủ tướng luôn được xếp thứ nhì sau ông Tổng Bí Thư. Có lúc ghế Thủ tướng lại vượt lên quyền cả ông Tổng Bí Thư như thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Về thực quyền, ông Dũng luôn lấn lướt ông Nông Đức Mạnh giai đoạn 2006-2011. Còn giai đoạn 2011-2016 thì nửa đầu nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt ông Nguyễn Phú Trọng, còn nửa sau nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng lại át ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuy già nhưng còn rất sung. Ông Tổng ý thức hơn ai hết về sức mạnh thực sự của chiếc ghế Thủ tướng. Ông Nguyễn Xuân Phúc với 5 năm nhiệm kỳ Thủ tướng đã không tận dụng hết cơ hội. Tuy nhiên, ông Chính thì lại khác. Ông Chính với mối quan hệ mật thiết với thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là một liên minh đầy sức mạnh. Ông Tổng Trọng tất nhiên là hiểu ra điều đó và ông phải tìm cách chống sự nổi dậy của phe chính phủ. Ông Tổng là chùm cuối bên đảng, ông Thủ là chùm cuối bên chính phủ. Lâu nay các cơ quan bên đảng luôn có cửa trên với vai trò là chủ trương cho bên chính phủ thi hành rồi sau đó ngồi giám sát. Tuy nhiên, tại đại hội lần thứ 12, khi mới vừa loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, thì ông Tổng cho họp Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, mục đích là hợp nhất Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy nếu là thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Nội vụ thành một. Ý ông Tổng là buộc các Sở Nội vụ sẽ làm theo ý của ông từ Trung ương. Cả thời kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc không xảy ra vấn đề gì, ông Tổng vẫn kiểm soát tốt bộ máy nhà nước cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến thời ông Phạm Minh Chính thì các Sở Nội vụ bị hợp nhất với Ban Kiểm tra tỉnh ủy không chịu nghe lời. Xung đột xảy ra và giờ buộc ông Tổng phải cho ly hôn hai cơ quan này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính khác nhiều so với ông Nguyễn Xuân Phúc. Và chuyện gì đến thì sẽ phải đến. Vào ngày 27 tháng 7, ông Tổng cho họp Bộ Chính trị và quyết định tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh ủy, đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện, trưởng ban tổ chức, đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Như vậy là ý đồ kiểm soát bộ máy nhà nước sau 5 năm thực hiện đến nay đã thất bại. Từ nay, phía chính phủ có quyền hành hơn, tự do hơn khi không phải bị bên đảng kiểm tra quá chặt. Chuyện ly khai này xảy ra là tất yếu bởi hiện nay bên Ban Bí thư và bên chính phủ không được hòa thuận cho lắm qua vụ Việt Á dính đến trách nhiệm của ông Thủ tướng và nhiều thành viên của chính phủ. Bây giờ, ông Thủ tướng đang khó khăn nhưng cũng cố vẫy vùng vì ông Thủ tướng không bao giờ chịu thất bại cả. Bởi thất thế là sẽ bị đối thủ chính trị của ông vượt lên và qua mặt để giành lấy chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực trong thời gian sắp tới khi mà ông Trọng đã quá già và ngồi khá lâu. Đây là hình ảnh Ban Kiểm tra ly hôn với Sở Nội vụ. Theo đánh giá sơ bộ của một số nhà bình luận, ông Tổng đã muốn tách ra để không phải vướng víu bên chính phủ và ông cũng đang minh bạch lãnh thổ rõ ràng. Bởi sự sát nhập cơ quan là vấn đề rất phức tạp. Ngay trong nội bộ xảy ra hiện tượng kìm chân nhau nên bên nào cũng mất cơ hội. Trước mắt chưa biết sự việc sẽ ra sao sau khi tách cơ quan cả. Khả năng bên nào mạnh hơn thì sẽ có bài phân tích ở lần sau để bạn đọc cùng biết. Chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế. Bề ngoài họ nói đoàn kết với nhau nhưng phía sau đấu đá dữ dội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bí ẩn đằng sau ý đồ triệt hạ Phạm Bình Minh, sự thật từ người cha quá cố. Phạm Bình Minh chính là hạt giống đỏ
điều mà ai cũng đã biết. Tuy nhiên, khi Phạm Bình Minh mấp mé và tứ trụ thì lập tức có bàn tay đè xuống, phải cản cho bằng được ông Phạm Bình Minh bước vào đây. Đã nhiều năm qua, Phạm Bình Minh đã làm khác người cha của ông rất nhiều. Ông chiều chuộng Bắc Kinh và cả những động thái lâu nay được cho là khôn ngoan, không theo phe này để đánh phe kia, nhưng ông vẫn không thoát. Và đấy là lý do tại sao lại như vậy. Cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 đã quyết xong, chỉ là không công bố công khai mà thôi. Chứ số phận chính trị của Phạm Bình Minh xem như đã được định đoạt. Hết nhiệm kỳ này, Phạm Bình Minh phải về vườn. Việc còn lại là liệu ông Phạm Bình Minh về vườn có êm thấm hay sóng gió ập đến, làm ông phải vào tù hay không mà thôi. Ông có bị vào tù hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố ông là có ngoan ngoãn, vâng lời hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch đã giúp Phạm Bình Minh thăng tiến vì ông Phạm Bình Minh là con của ông. Các vị trí dễ vào tứ trụ nhất hiện nay là: thứ nhất là Phó Thủ tướng Thường trực, thứ nhì là Thường trực Ban Bí thư, thứ ba là Bí thư Thành ủy Hà Nội, thứ tư là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay nếu không bị cản đường thì nhiệm kỳ sau ghế Thủ tướng hoặc một trong các ghế còn lại sẽ thuộc về ông Phạm Bình Minh. Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Bình Minh bị ngăn cản đến như thế? Phải chăng vì lý lịch người cha? Nói như thế nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực sự là đúng như vậy. Chính nhờ lý lịch mà ông Phạm Bình Minh tiến thân như vũ bão lên đến chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng cũng chính vì lý lịch mà ông bị ngăn cản ngay trước cửa bước vào ngôi đền dành cho tứ trụ. Cha của Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 cho đến năm 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Quốc hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng, thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô năm 1990. Phụ thuộc Trung Quốc là thực tế lịch sử đã ghi nhận từ năm 1990 cho đến nay, chứ nội dung hiệp ước Thành Đô đến nay vẫn là bí mật với người dân cả nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Tuy những lãnh đạo thời đó làm mất lòng dân về vấn đề quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Nguyễn Cơ Thạch lại có được điểm sáng đáng ghi nhận, đó là ông không ủng hộ việc ký kết hiệp ước Thành Đô. Theo cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, thì việc ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô năm 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước. Được biết lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã phản đối một số nội dung về thỏa thuận Thành Đô năm 1990 mà ông cho là nhân nhượng Trung Quốc trong vấn đề Campuchia. Trước ngày họp kín Bộ Chính trị 14 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Bình Minh đã có chuyến đi Trung Quốc tìm sự ủng hộ nhưng bất thành. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, vì người cha chống Trung Quốc mà phía Trung Quốc cũng có ý định không muốn hỗ trợ Phạm Bình Minh trong vấn đề củng cố quyền lực, bởi nhóm đang mạnh ở Việt Nam hiện nay đang làm rất tốt những gì Bắc Kinh mong đợi. Chấp nhận ủng hộ một Phạm Bình Minh là chấp nhận sự rủi ro của người Cộng sản ở đâu cũng như vậy. Họ rất trọng lý lịch, dù cho cá nhân có nỗ lực đến đâu cũng không vượt qua được lý lịch gia đình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là đang cố ngăn cản Phạm Bình Minh vào tứ trụ. Theo thông tin được tiết lộ, vụ Tổng cục lãnh sự chỉ là cái cớ để ông Tổng ra lệnh triệt hạ Phạm Bình Minh, chặn Phạm Bình Minh vào tứ trụ, bởi vụ Tổng lãnh sự phụ thuộc vào phạm vi trách nhiệm của ông Bùi Thanh Sơn nhiều hơn, nhưng tội của ông Sơn lại bị phớt lờ. Ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh mà triệt. Có lẽ Phạm Bình Minh cũng nên hài lòng, không nên làm căng hậu quả rất khó lường.